Chương trình này cũng như những chương trình khác, cũng là hôm nay chương trình chúng tôi là cũng nói về cái tức là bọn chống cộng cực đoan và bọn dân chủ quậy trong nước. Mấy ngày nay thì chúng nó cũng kêu gào, coi như là đến mùng 2 tháng 9 này chúng nó sẽ thực hiện cuộc tổng biểu tình. Mà cái lần này là cái mục đích của chúng nó là nhằm coi như là lật đổ cái chế độ Việt Nam hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Vâng, trước tiên thì tôi cũng xin thông báo cho một cái bạn, các bạn một cái tin cũng liên quan cái chuyện mà chúng nó kêu gào biểu tình vào ngày mùng 2 tháng 9 năm nay, tức là vào ngày mùng 2 tháng 8, tức là ngày hôm qua, công an xã Tân Tiến, thành phố Phan Thiết thì đã gửi giấy mời và tạm giữ Võ Thị Huyền Diệu. Tức là cô này là ngụ ở xã Tân Tiến, thành phố Phan Thiết, thì cô này làm cái nghề mà tức là bán mỹ phẩm online ở trên mạng internet. Thì khi cô ta ra nộp tiền ở ngân hàng thì là trong một số tờ tiền đó thì cũng có một số cái tờ tiền đấy, tức là lời kêu gọi là mọi người ngày mùng 2 tháng 9 đồng loạt xuống đường để biểu tình. Mà sau đó coi như là nhân viên ngân hàng đã bắt cô xóa cái chữ đó đi sau trước khi nhận tiền và báo cho công an xã Tây Tiến, và công an xã Tây Tiến thì lên lấy lời khai, mà cô này cô cũng không chịu nói năng gì cả, thì bắt buộc người ta phải áp giải lên công an thành phố Phan Thiết. Thì sau 30 phút thì là xét hỏi, vì điều kiện cô ta có con nhỏ cho nên là công an thành phố Phan Thiết mới đưa cô ta, cho cô ta về, và coi như là và sau đó mới mở gửi một cái giấy triệu tập lên cô ta lên. Thì là đấy, như tất cả các bạn đều biết, thì là cái bọn mà nhất là ở những cái trang ví dụ như là Tân Thái, Biên Trương hoặc là một số cái trang mạng ấy ở bên hải ngoại hiện nay, và cái bọn dân chủ quậy trong nước chúng nó coi như hiện nay kêu gọi một cái cuộc tổng biểu tình vào ngày mùng 2 tháng 9, tức là ngày quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sắp tới. Thì là cái phương thức tuyên truyền từ giờ mùng 2 tháng 9 thì cũng trong rất nhiều những hình thức, ví dụ như phát truyền đơn tờ rơi thì chúng nó cũng đưa ra một hình thức, tức là ghi vào những cái tờ bạc ấy, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, là coi như là kêu gọi coi như mùng 2 tháng 9 là tất cả mọi người tức là xuống đường biểu tình. Thì cái chuyện mà ghi những cái lời tức là ghi vào cái tờ tiền ấy thì đã vi phạm gọi là cái vào những cái điều gọi là mình hủy hoại tiền tệ rồi. Còn cái chuyện mà ghi vào cái chuyện vào lại tuyên truyền và những tờ giấy bạc đó thì là lại thêm một cái tội nữa. Thì không hiểu là công an thành phố Phan Thiết sẽ sau khi điều tra ra thì sẽ xử. Tôi nghĩ rằng có khả năng là cái cô này cô không mang tội, vì cô chỉ nhận tiền ở những cái người mua hàng của cô ấy thôi, và sau này khi cô ấy nộp vào tiền ngân hàng, nhưng mà từ cái cô này thì người ta sẽ điều tra ra xem là cái kẻ nào mà đã tuyên truyền, đúng rồi. Cái còn cái chuyện mà biểu tình được hay không thì theo tôi nghĩ là nói chung là những cái mục đích của cái cuộc biểu tình lần này ấy, là chúng nó kêu gào là lần này là coi như lật đổ cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đấy. Chứ còn ví dụ như những cái cuộc biểu tình ngày mùng 10 tháng 6 hoặc ngày 11 tháng 6 vừa qua thì là cái mục đích chúng nó biểu tình là chúng nó chống lại luật an ninh mạng hoặc chống lại cái dự luật đặc khu, hoặc là coi như là không cho Trung Quốc thuê đất, hoặc là chống lại Trung Quốc như thế này khác. Thì cái nói chung là sau khi mà ví dụ là được các anh em mình hoặc anh em yêu nước coi như phản biện lại một cách coi như quyết liệt với bọn chúng, thì hiện nay coi như là cũng rõ, rất là rõ cái bản chất của chúng nó là từ ngày xưa giờ tất cả những cái gọi là chúng cái cớ mà chúng gây náo loạn ở đất nước Việt Nam, những cái mục đích cuối cùng của chúng nó đó là cái mục đích gọi là lật đổ cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Vâng. Chí Phèo nói an ninh mạng thì chừng nào ra vậy chú? Thì hiện nay cái luật an ninh mạng đã được coi như là Quốc hội thông qua cái đợt vừa rồi rồi. Còn lại là ví dụ hiện nay thì là mình đã ra một số thông tư hướng dẫn, thì là đến mùng ngày mùng 1 tháng 1 năm 2000
lẻ âm 19 sắp tới thì sẽ coi như cái luật an ninh mạng bắt đầu được thực hiện. Vâng, còn lại nhá, ví dụ còn cái luật mà dự luật đặc khu ấy thì chúng nó hiện nay nó tuyên truyền, một số bọn kia nó tuyên truyền nó ngu si dần độ, nó không biết gì về về những cái gọi là cái pháp luật của những luật của Việt Nam gì cả. Chúng nó bảo là ngày 12 tháng 9 này coi như cái luật, cái dự luật về về cái ba cái đặc khu, tức là Phú Quốc và Bắc Vân Phong và đặc khu Vân Đồn được thông qua, tất cả những cái gọi là cái luật nhá thì đều phải có những cuộc họp Quốc hội thì mới sau đó trình Quốc hội thì Quốc hội biểu quyết thì mới thông qua được. Đúng không? Chứ bây giờ ví dụ như khi mà Quốc hội biểu quyết chẳng hạn thì ví dụ dưới cái số 50% số người mà ví dụ ở trên chỉ trên 20.5% mà số đại biểu Quốc hội đồng ý thì cái luật đó mới được được thực hiện. Chứ còn bây giờ ví dụ đang tự nhiên ông ra một cái luật nào đó coi như là không có cái kỳ họp Quốc hội thông qua gì cả mà thực hiện thì nói chung cái điều đó không được. Cho nên cái bọn mà chống cộng cực đoan ở bên kia chúng nó ngu si dần độ, chúng nó không biết một cái gì đâu. Chúng nó bảo ngày 12 tháng 9 này coi như là coi như cái nó tuyên truyền cho những người dân như thế, ngày mùng 12 tháng 9 coi như là luật đặc khu đã được coi như là sẽ được thực hiện đấy. Cho nên là cái chuyện mà ví dụ thông qua hay không là đều phải Quốc hội hết. Nhưng mà tôi tin chắc rằng là đối với cái đặc khu kinh tế thì nó không có một cái gì hết. Đây là cái đặc khu kinh tế. Mà ví dụ ba cái đặc khu này khi mà thành lập ra thì tất cả về hành chính, quốc phòng, an ninh, ninh trật tự nọ kia tất cả các thứ thì đều do cái nhà nước Việt Nam quản lý chẳng hạn. Mà đây là cái khu kinh tế mà có cái luật nó đặc biệt một chút xíu thôi. Nhưng mà hiện nay cái phản đối của chúng nó cứ gom vào cho là coi như là coi như mình coi như là lập ra cái ba cái đặc khu kinh tế đấy là để coi như là cho Trung Quốc thuê để mà gán nợ cho Trung Quốc. Nhưng mà tôi đã nói rất là nhiều với các bạn rồi. Bây giờ ví dụ như là cái luật về đặc khu kinh tế người ta cho thuê từ đầu tiên là 90 năm, theo tôi nghĩ là 90 năm hoặc trên 90 năm đều, hoặc trên 99 năm đều được hết. Nhưng mà nói chung bây giờ hiện nay là thôi gọi là cái Quốc hội mình cũng lắng nghe ý kiến của nhân dân, mình đã lùi lại cho đến ví dụ kỳ họp vào đầu tháng 10 này thì có một cái kỳ họp của Quốc hội nữa thì mình các đại biểu Quốc hội sẽ thông qua. Đó là cái biểu hiện rất là, tức là Quốc hội đã lắng nghe những cái ý kiến của nhân dân rồi. Còn lại theo tôi nghĩ là cái đặc khu này nó sẽ được thực hiện thôi. Còn cái đặc khu thì nói chung là tôi, riêng tôi và tất cả các bạn mình đã phân tích về những cái đặc khu kinh tế này rất là rõ ràng rồi. Đúng không? Bây giờ hiện nay là cái thời hạn cho thuê đất là maximum là 70 năm. Đấy, và 70 năm là do coi như Thủ tướng Chính phủ ký, mà sau khi được các bộ ngành các thứ là coi như xét duyệt thì nó bằng với cái gọi là cái luật về đất đai và luật về luật đầu tư vào năm 2013 rồi. Thì nói chung là nó về cái đặc khu thì nó không có gì cả. Về cái đặc khu kinh tế cho nên chúng nó tuyên truyền xuyên tạc tất cả các thứ, thì nói chung là đấy là chỉ là cái mục đích gọi là cái cớ của chúng nó thôi, để chúng nó lấy cái cớ đó mà coi như là kích động những cái người dân, ví dụ người ta kém hiểu biết chẳng hạn, hoặc những cái bọn dân chủ trong quậy trong nước, nó kích động những người dân kém hiểu biết, hoặc là chúng nó chi tiền ra để chúng nó coi như là tạo cái cớ đó để mà chúng nó tạo ra một những cái cuộc biểu tình, để mà ví dụ cái mục đích cuối cùng của chúng nó là lật đổ chế độ coi như là hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhưng mà tôi nghĩ là căn cứ vào cái cuộc biểu tình chúng nó thì nói chung lúc nào cũng tổng biểu tình cũng lật đổ chế độ như thế này khác, và đây là cuộc chiến cuối cùng mãi rồi. Mà nói chung là đã động đến một cái lông chân của đảng cộng sản nào chưa, nghe chưa? Thì bây giờ này thì là tôi sẽ vâng, chân hạnh phúc muốn xin lên thôi, rồi anh em mình sẽ bàn về cái chuyện biểu tình này, anh sẽ mời em lên. Là nói chung là cái chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay lãnh đạo, theo tôi nghĩ là có hai nhiệm vụ mà nói chung là một cái đất nước nào người ta cũng mong muốn, đó là thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam. Vấn đề thứ hai nữa là sau khi thống nhất thì nói chung là hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo cái chế độ này, kinh tế càng ngày càng đi lên, càng ngày càng phát triển. Thì một lát nữa có thời gian thì tôi sẽ nói là cái kinh tế Việt Nam hiện nay nó như thế nào bằng những cái con số luôn, chứ không phải là mình bằng cái cảm nhận, kể cả bằng cảm nhận và cả bằng những con số do những tổ chức uy tín ở trên thế giới người ta đánh giá. Rồi, anh mời Hạnh Phúc. Dạ, cảm ơn.
Thì em cũng có thấy là trên diễn đàn của cái bọn kia thì em thấy là bây giờ 2 tháng 9 thì bọn chúng là đòi về giết sạch, đốt sạch, nói chung là giết dư luận viên, rồi giết đảng Cộng sản sạch. Thì mọi người thấy với một cái tư tưởng khát máu như vậy á, thì tất cả những cái người dân yêu nước này chúng ta có đồng lòng khi bọn chúng thể hiện cái sự khát máu ra như vậy không, trong khi chúng ta đang sống một cuộc sống rất là thanh bình. Chúng ta thì đất nước chúng ta thì chúng ta chỉ muốn là hòa hợp dân tộc, nói chung là mọi người đoàn kết để mà xây dựng đất nước. Nhưng mà ngược lại thì bọn chúng là cứ cứ đem cái lòng thù hận và cái sự khát máu của bọn chúng ra để mà bọn chúng ngày 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 đêm để mà muốn là lật đổ đất nước. Thì cái đó là cái điều mà bây giờ thật sự luôn nói thì chúng ta cứ lên đây để chúng ta nói hàng ngày hàng ngày hàng ngày, nhưng mà cái quan trọng là nói làm sao để mà cho mọi người dân ở trong nước để người ta hiểu và Đúng rồi. người ta Cái mục đích anh nói với Hạnh Phúc là mục đích của anh em mình lên đây nói, tức là mình qua cái sự mình chống lại cái luận điệu xuyên tạc chúng nó, nhưng mà cứ cuối cùng là để cho cái nhân dân mình ấy, tức là những người mà người ta chưa hiểu biết, người ta hiểu biết tí xíu, hoặc là những người, bà con Việt kiều ở bên kia người ta rất bận, ví dụ người ta không may người ta nghe được những cái ví dụ những cái like của anh em mình, thì người ta sẽ hiểu được được à, cái ở trong đất nước Việt Nam như thế này, hoặc là chế độ của do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo như thế này, thì hiện nay nói chung là còn vấn đề này vấn đề khác, nhưng mà nói chung là rất là tốt đẹp, và nói chung là hiện nay không có một cái đảng nào để thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam mà lãnh đạo cái đất nước Việt Nam hiện nay. Rồi xin mời. thì em hôm trước em cũng có trao đổi với một cái ông ở bên Úc, thì cũng cái vấn đề này em cũng có chia sẻ rồi, thì cứ nói tới nói lui rồi ổng cũng kêu là muốn Việt Nam phải có thêm một cái đảng khác nữa. Và tất nhiên á là chúng ta ở đây là chúng ta hài lòng với Đảng Cộng sản Việt Nam rồi, nên không có cần thêm bất cứ một cái đảng nào hết á. Tại vì khi mà mọi người thấy là những cái gì mà nó diễn ra ở cái bọn bao que bên đó đó, thì cái chủ trương, cái chính sách, cái đường lối của bọn chúng như là một cái nồi cháo heo vậy đấy, một cái nùi giẻ rách mà nó không hơn không kém, thì lấy tư cách gì, lấy giá trị gì mà đòi về đây để mà đòi chia đất nước ra để mà đa nguyên đa đảng, hay là hay về đây là bọn chúng là đưa cho dân dân tình chúng ta vô một cái đau khổ khác, trong khi là bọn chúng là một cái lũ mà chỉ là biết khát máu, bọn chúng chỉ có biết là giành giật, chỉ biết là xuyên tạc, nói xấu, nói chung là làm tất cả những cái việc mà chúng ta không thể nào mà chúng ta chấp nhận được. Rồi, cho anh xin lỗi anh nói một cái tí xíu, nói về cái đa đảng thì để mình nói qua một tí thôi, tức là khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, cái thời gian năm 1945 có rất nhiều đảng phái, tức là tham gia chính chính phủ do coi như là Hồ Chủ tịch, coi như là làm cái cho Bác Hồ làm chủ tịch, trong đó có đảng này, quốc dân, có đảng Cộng sản này, quốc dân đảng này, rồi là đảng Cần Lao này, rồi là đảng Xã hội, đảng Dân chủ và rất nhiều những cái đảng khác, đúng không? Nhưng mà khi tham gia cái, tức là khi mà lãnh đạo Việt Minh ấy mà làm cái cuộc chiến 9 năm trường kỳ ấy, chỉ có Đảng Cộng sản lãnh đạo Việt Minh coi như là làm lên cái chiến thắng Điện Biên Phủ, mà sau khi thống nhất đất nước nhá, thì đến và sau khi thống nhất đất nước thì mình vẫn còn ba đảng nữa, đúng không, là Đảng Cộng sản và coi như Đảng Xã hội và Đảng Dân chủ. Thì như các bạn đã biết, tức là Đảng Xã hội do ông Nghiêm Xuân Nghiêm và Đảng Dân chủ do ông Nguyễn Xiển làm coi như là tổng thư ký của hai đảng đó. Mà ví dụ như luật sư Nguyễn Hữu Thọ này, và cái cụ cụ mà cũng luật sư, không phải Huỳnh Chính Phát, cụ Huỳnh Chính Phát thì không phải là Đảng Cộng sản, mà cái cụ mà cái sau này cụ làm cho xin lỗi, tức là còn một cụ nữa thì cũng cũng là rất nổi tiếng, không phải là đảng viên Đảng Cộng sản. Cho nên nhưng đến năm 1988 thì coi như cái Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội người ta tự tuyên bố giải thể, vì đã hoàn thành cái sứ mệnh của ta rồi, và từ đó trở đi là coi như là cái chế độ của cái đất nước Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Còn theo mình nghĩ là như này này, tức là đảng mình lãnh đạo nhân dân đúng không, thì nói chung là nó là độc đảng, không phải là, tức là không phải độc tài, chứ cho nên bọn nó cứ nói là coi như đảng này chúng nó cứ lẫn lộn giữa hai, tức là độc đảng và độc tài, đúng không? Mình thì nói chung là cái cơ cấu của Đảng Cộng sản Việt Nam rất là dân chủ, tức là đứng đầu là Tổng Bí thư chẳng hạn, bây giờ Nguyễn Phú Trọng,
dưới tổng bí thư là 17 ủy viên bộ chính trị, mà và có một cái ban bí thư nữa, cho nên mỗi một quyết định đưa ra chẳng hạn về cái vấn đề vĩ mô ấy, thì là đều do những cái tập thể người ta đưa ra, đúng không, người ta họp bàn sau đó coi như là tổng bí thư là người quyết định cuối cùng đấy. Cho nên là cái chuyện này là không có cái chuyện độc tài ở đây cả, cho nên mình phải nói cho bà con nhân dân hiểu là những cái vấn đề đó. Rồi xin mời Hạnh Phúc. À, vâng, thì nói về cái vấn đề độc tài thì em là cái người trẻ thì em cũng thấy là như thế này. Ngay cả bản thân của em thừa nhận thì em sống một cuộc sống nó quá là tự do. Em nhiều khi em nghĩ là nó tự do mà quá mức cái sức tưởng tượng của mình. Miễn mình đừng có làm gì ảnh hưởng tới người khác, ảnh hưởng tới luật pháp thì chắc chắn là mình mới là bị cáo buộc hoặc là mình bị kết tội thôi. Còn nếu ở nước Việt Nam thật sự với anh Bằng Nguyễn là một cái đất nước vô cùng tự do. Thậm chí anh khi mà anh nói với Mỹ nói nó thức tự do chứ nó có thật sự nó có tự do đâu. Nó thật sự nó không tự do. Cái gì cũng một chút xíu thưa kiện với nhau, đưa ra tòa hoặc là một chút xíu thôi là đã dính dáng tới luật pháp rồi. Trong khi ở Việt Nam mình nói là Việt Nam mình đất nước là nói là không tự do nhưng mà thực rất là tự do. Chính vì cái sự tự do của Việt Nam mình nó thái quá như vậy, đâm ra cái lũ này nó mới là lợi dụng cái cơ hội để mà nó tàn phá. Nên á, em cũng rất là mong muốn là cái luật pháp Việt Nam mình nó cần phải nghiêm hơn một chút xíu nữa, nhất là cái bọn mà phản động ở trong nước này nè, là phải có những cái hình thức mà răn đe, nói chung là phải là có những cái mức án mà thật sự rất là cần thích đáng với cái lũ này. Tại vì em thấy á, khi mà bọn họ lên diễn đàn để bọn họ chửi rủa lên đất nước á, thì bọn họ đã quên đi những cái gì mà người ta đã làm cho bọn họ rồi. Điện ở đâu mà có, mạng ở đâu mà có, nói chung là những cái cơ sở, những cái vật chất ở đâu mà họ có thì cũng từ cộng sản thôi chứ ở đâu. Anh Bằng thấy rất là rõ không? Nhưng mà họ không nhìn những cái việc đó mà người ta đã làm cho họ. Bây giờ họ quay là họ còn chửi là đảng thế này, đảng thế nọ. Một cái lũ mà vì những cái đồng đô la, những cái đồng tiền mà dơ bẩn để mà bán rẻ lương tâm của mình thì thật sự đó là những cái con người không thể nào chấp nhận được. Anh Nguyễn nói tiếp đi ạ. Rồi, nói chung là bây giờ này anh thấy là buổi sáng này anh có xem cái kênh của thằng Tân Thái mà nó nói ra một cái điều này mà nó không biết cái ngu của nó mà nó dương dương tự tắc. Thế nó nói xong nó bảo đâu đâu tất cả dư luận viên đâu, bây giờ tao nói có chính xác hay không, tao nói là cái điều này chúng mày không thể phản biện như này khác. Thì nói chung là lúc đấy là dư luận viên ngồi bên dưới, nhưng mà nó có cho ai lên đâu mà phản biện thì phải phản biện dài dài một tí. Thì bây giờ mình nói như này, cái mà cái thằng Tân Thái sáng rồi nó nói như này, cái chuyện này ví dụ này, tức là trong 6 tháng đầu năm đấy thì mình thu được tổng số bằng này thuế rồi, còn ví dụ mình phấn đấu từ trong 6 tháng cuối năm nữa thì mình phải thu cỡ khoảng mỗi ngày nhé, trung bình là 4.000 tỷ tiền thuế nữa thì mới gọi là nó đạt kế hoạch đề ra, tức là cái kế hoạch của bên nhà nước đặt ra chẳng hạn. Thì ví dụ năm 2018 thì mình sẽ thu vượt năm 2017 là 10% 20% đấy, thì ví dụ thì là bây giờ 6 tháng đầu năm đạt như thế này rồi là ok rồi, còn 6 tháng cuối năm thì mỗi ngày, chứ người ta chia ra mỗi ngày là 4.000 tỷ. Thế cuối cùng nó lấy cái số 4.000 tỷ đấy, nghe chưa? Thì nó bắt đầu nó mới chia cho dân số Việt Nam là xấp xỉ coi như là 100 triệu người gì, đúng không? Sau đó nó chia ra, chia 100 triệu thì ví dụ xấp xỉ 100 triệu người thì mỗi ngày mỗi người dân là đóng 40.000, một tháng là một triệu hai, tức là nó chia một tháng triệu hai thì nó bảo ra 1.2 triệu thì nó tương đương với xấp xỉ là coi như là người dân Việt Nam phải đóng 25% tiền thuế đấy. Nhưng mà nó ngu si đần độn ở một cái chỗ đấy, nó tính chia trung bình ra, nhưng mà cái vấn đề là tiền thuế người ta thu chủ yếu là ở đâu? Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu và thuế của các doanh nghiệp là nhiều. Chứ những người dân ví dụ như Hạnh Phúc, như bản thân anh chẳng hạn, đúng không? Thì ví dụ mình chỉ đóng cái ví dụ này, lương tháng anh ví dụ cỡ khoảng 20 triệu. 9 triệu trở lên mới đóng cái thuế thu nhập cá nhân. Nhưng đúng rồi. Đấy. Nhưng mà ví dụ là ông thu nhập 15 đến 20 triệu thì ông trừ bắt đầu ông tính giảm trừ gia cảnh mỗi người là 3.6 triệu, rồi là giảm trừ ông bố bà mẹ, thậm chí ông nội bà nội nọ kia các thứ thì tính ra cỡ khoảng gần 20 triệu đấy. Thì mọi người, anh là những người mà anh kê khai thì anh biết rồi, ai ở Việt Nam cũng thế. Nhiều khi là làm ví dụ như anh chịu thuế cho như là ông bà già, ông nội bà nội, bà vợ có khi là ông nội bà nội, bố mẹ chồng lung tung tất cả, tháng cùng cỡ khoảng nếu mà tính ra gần 20 triệu
đồng thì mới chịu cái bắt đầu chịu thuế thu nhập. Còn nữa, cái vấn đề như thế này này, còn những người dân bình thường không phải chịu thuế thu nhập chẳng hạn thì người ta gọi là chịu thuế gián tiếp. Em ví dụ thuế gián tiếp tức là mình ăn uống hàng ngày đi, mình mua gạo rồi mua sở bông mua nọ bên kia thì mình cái chuyện đấy là phải chịu thuế rồi. Cái thuế gián tiếp ấy không đủ cho an sinh xã hội để phục vụ riêng cho bản thân mình mà xã hội đã tạo ra. Cho nên là cái thằng Tân Thái nó rất là ngu, và cộng với con Uyên Thùy nó lên cái kênh của thằng Tân Thái nữa, nó ngu dốt vô cùng. Nó bảo bây giờ tôi coi như thế là đóng thuế suốt ngày, toàn những cái người đóng thuế ít thì lại kêu gào coi như là nhà nước phục vụ cho mình nhiều đấy. Thì qua đây mình phản biện lại cái chuyện cái câu của thằng Tân Thái ấy. Sáng nay vì nó phát YouTube thành cùng anh mới xem được, chứ còn nếu mà nó phát vào cái face của nó thì nó lốc mình đâu rồi, thì mình chịu không 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 thể xem được. Yeah.